Xin chào các bạn đã đến với kênh cây dược liệu của tôi nhé. Hôm nay chúng tôi lại ra vườn và tìm đến một số các cái cây thuốc để hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con. Hôm nay tôi có tìm thấy một cái cây này đặc cực kỳ đặc biệt các bạn nhé. Ở trên thì nó màu mặt trên của lá thì nó màu xanh, đấy dưới thì nó màu đỏ đỏ này. Đấy thì các bạn biết đây là cây gì không các bạn? Thưa các bạn, đây chính ở đây nó được gọi đó là cây đơn lá đỏ, hay gọi là lá lá đơn đỏ đấy, cây đơn lá đỏ các bạn nhé. Đấy thì đây là một cái cây mà nó hỗ trợ điều trị cực kỳ nhiều bệnh. Thì trong cái video này tôi với cùng các bạn đi tìm hiểu về cái cách nhận biết và cái tác dụng cực kỳ tốt của cái cây này nhé. Thì cái tên gọi của cái cây này thông thường nó ở một số vùng miền nó sẽ gọi là cái đơn tía, cây đơn mặt trời, đơn tướng quân, hay cây lá liễu, liễu hai da, liễu đỏ, cây mặt quỷ, hồng bối, quế hoa, đấy, vân vân. Đấy là một số cái tên gọi. Còn thông thường cái tên chuẩn của nó là cây đơn lá đỏ, hay gọi là lá đơn đỏ đều được các bạn nhé. Đấy hai là hai cái tên phổ biến nhất. Đặc điểm thì cây này nó cao khoảng 70 đến 100 cm. Đấy, thân cây nhỏ, mảnh và có màu lục hoặc màu đỏ nâu. Đấy, thân cây tuy nhỏ nhưng lại có nhiều lá, lá mọc đối xứng. Phiến thường có hình bầu dục, thuôn dài. Phía đầu có mũi nhọn ngắn. Phần mép lá có răng cưa, cuống lá ngắn. Đấy, lá cây đơn đơn đỏ này có màu đặc trưng nhưng mặt trên màu lục bóng, còn mặt dưới màu đỏ tía. Hoa thường mọc thành cụm ở ngọn hoặc nách lá, hoa đực có chiều dài khoảng 2 cm, hoa cái thường ngắn hơn. Hoa nở vào mùa hè vào tháng 4 đến tháng 6 và hoa của nó có màu trắng cực kỳ là đẹp nhé. Quả của loại cây này thì có dạng 3 mảnh, đường kính tầm 1 cm, quả non màu xanh khi chín màu đỏ, hạt bên trong hình cầu màu nâu nhạt và có đường kính khoảng 4 mm. Mùa quả của cây đơn đơn đỏ này là vào mùa thu. Đấy. Cây đơn đỏ thường mọc hoang hoặc trồng ở nhiều nơi ở các khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Ở nước ta, giống cây này được trồng nhiều để làm cây cảnh và cây thuốc chữa bệnh. Cách trồng cây đơn đỏ rất đơn giản, chỉ cần trồng bằng hạt tách ra từ quả chín thu được ở vụ đông. Ở vụ đông xuân, giống cây này thích nghi ở nhiều khí hậu thổ nhưỡng khác nhau. Đặc biệt cây rất dễ sống, luôn xanh tốt và ít công chăm sóc. Bộ phận thường dùng thường là thân và lá cây đơn đỏ. Thời gian là thân lá đơn đỏ được thu hái quanh năm, đặc biệt là vào tháng 4 và tháng 6 đến tháng 6. Đây được coi là thời điểm tốt nhất để thu hoạch vì hàm lượng dược liệu, dược chất trong giai đoạn này sẽ cao hơn bình thường. Khi thu hái về, chúng ta chọn những thân cành lá to chứa nhiều nhựa. Lá sau đó đem rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô, dùng để sấy hoặc là sao vàng. Bảo quản nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ẩm ướt hoặc muối mọt. Tác dụng chính trong y học của cây đơn đỏ này là dược liệu đơn đỏ có tính mát, vị đắng, hơi ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, lợi tiểu, trừ thấp, khu phong. Dược liệu dùng để trị mẩn ngứa, mụn nhọt, mề đay, dị ứng, tiêu chảy, đại đại tiện ra máu, vân vân. Đấy. Các cái bài thuốc cơ bản về của dùng cái lá đơn đỏ này. Lá đơn đỏ là một loại dược liệu dùng phổ biến trong y học cổ truyền. Đấy. Và một số bài thuốc dùng để chữa để dùng lá đơn đỏ này, đó là những bài thuốc về chữa về mề đay dị ứng. Thì chúng ta lấy khoảng 20 g lá đơn đỏ với vỏ núc nát, ké đầu ngựa và kim ngân, mỗi loại 10 g. Cách dùng là đem các vị này sắc với 700 ml nước để lấy thuốc uống hàng ngày, mỗi ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần trong ngày. Đấy. Bài thuốc dùng để trị vú sưng đỏ, đau nhức mụn nhọt ở vú. Đấy.
Thì chúng ta dùng khoảng 15 đến 20 gram lá đớn đỏ đem ngâm và rửa sạch bằng nước muối. Cho lá thuốc vào nồi theo tỷ lệ đổ 3 còn 1. Phần nước sau khi sắc được chia làm 3 phần uống trong ngày. Rồi là có một số bài thuốc khác ở đây thì chúng tôi liệt kê ra. Đó là bài thuốc trị về kiết lỵ này, đại tiện ra máu trẻ em, rồi là một số bài thuốc về trị mất ngủ, mẩn ngứa zona thần kinh. Bài thuốc về trị mụn nhọt, mẩn ngứa ngoài da. Đấy. Rồi là cái một số bài thuốc về trị tiêu chảy lâu ngày. Đấy. Thì các bác nào đang bị cái tình trạng như trên thì các bác có thể alo trực tiếp đấy để chúng tôi có thể hướng dẫn các bác cụ thể hơn. Đấy. Trong video ngắn này thì tôi sẽ không đưa ra được hết được các cái bài thuốc bởi vì nó theo các cái gia truyền đông y thì chúng ta có hơn 20 bài thuốc sử dụng cái lá đơn đỏ này nên là cây này nó vô cùng nhiều cái tác dụng quý đối với lại chúng ta. Vì vậy mà bác nào mà đang có bị một số các cái bệnh như tôi vừa đọc thì các bác có thể alo hoặc inbox trực tiếp để tôi có thể hướng dẫn trực tiếp các bác cách dùng nhé. Đấy. Thì hiện tại bên công ty dược liệu Hòa Bình chúng tôi đang phân phối và có khoảng 2 ha về cái cây lá đơn đỏ này, có cả cây giống lẫn lá tươi, lá khô để cung cấp cho bà con. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua cái sản phẩm lá đơn đỏ đấy thì hãy liên hệ với chúng tôi theo cái số điện thoại mà chúng tôi đặt ở tiêu đề đấy, và chúng tôi sẽ vận chuyển cho các bác qua đường bưu điện các bạn nhé, để các bác có thể nhận được và các bác được kiểm tra hàng, nhận hàng trước khi thanh toán các bạn nhé. Đấy. Các bác ủng hộ chúng tôi bằng cách đó là đăng ký một kênh, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông tay phải để nhận được nhiều video chia sẻ hơn nữa từ các cây dược liệu, các cây cây cỏ quanh ta để biết thêm các tác dụng nhiều hơn nữa. Xin chào, hẹn lại các bác ở những các video tiếp theo.